Hello everyone. Good evening, guys. Nice to see you guys today. Hello everyone. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, guys. Nice to see you guys today. Hello, teacher. I'm fine. Thank you Hello, guys so much. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, have you guys reviewed the words? Have you guys reviewed the words? Hello, teacher. Hello, guys. Hello, everyone. Hello, teacher. Have you guys reviewed the words about the clothes? Các bạn này có xem lại những cái từ vựng về quần áo chưa? Hello. Hello, everyone. Sao con nói trả lên nhỉ? Yes, you cannot hear me. You cannot hear me. Can every you guys can hear me, right? Hello, guys. Hello, my nhỏ. Everyone, can you guys hear me? Hello, guys. Hình như tiếng của tôi hơi nhỏ, đúng không? Can you guys hear me well? Yeah. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. So, I want to talk a little bit about the class today. Okay, I want to talk a little bit about what we're going to do today. I know you guys are very excited to play quiz, right? But today we're not going to play quiz, we're going to play a different game. Mm-hmm. And today we're going to focus on learning. Uh-huh. We're going to focus on continuing the lesson today. So I think, let's see, what time is it? It's 8 p.m., right? It's 8 p.m. So I think we can start the class today. So I want to invite one friend. I will invite, there are some pictures right here. So I have some picture right here. I want to invite a friend and that person will tell me. What is, describe the clothes on his or her, uh-huh. Is it, what is he wearing? What is she wearing? Okay, who's ready to do this one? Who want to do this one? Let me see who raised. Okay, I can see Song Ang, you raise your hand. Can you describe what is he wearing? Can you help me answer the question? What is he wearing? Mm-hmm. He's wearing polo shirt. Ah, a polo shirt. Okay, what else? What else? Try to describe everything that you know. So a polo shirt and Anna, what is this? What are these? Shorts. Shorts? I don't think they are shorts. Uh-huh. Shorts. Thường là quần đùi thì con thấy nó phải ở trên đầu gối đúng không An? Quần đùi thì nó sẽ phải trên đầu gối đúng không? Thì cô nghĩ đây không phải là quần đùi đâu mà sẽ là quần dài. Quần dài là gì An nhớ không? You remember? What word can you use? Quần kaki nè, cái quần kaki, những cái quần như thế này, quần dài nói chung á, thì An có thể gọi là gì? Remember, there are two words that you can use. There are two words that you can use. Có hai từ mà An có thể dùng được, anh nhớ không? One word start with the letter T and one word start with the letter P. Remember? What are they? Pants. Pants, yeah. Pants or, pants hoặc là gì, An? Pants or trousers. Trousers. Yeah, trousers. Okay, good job and well done. So you can say when you answer the question, what is he wearing? You look at the picture. What is he wearing? You can say he's wearing, he is wearing, or he's. Okay, he's wearing. Các bạn có thể nói tắt cũng được là he's hoặc là mình có thể dùng là he is wearing. Đang mặc cái gì? Đang mặc đồ gì? Thì các bạn có thể dùng những bạn sau mà cô mời, các bạn có thể vừa giúp cô là nói luôn color cũng được. Ví dụ như he's wearing a blue polo shirt, for example. And brown trousers. Đó, các bạn sẽ cố gắng cứ nói ra hết tất cả những cái quần áo nào mà các bạn nhìn thấy được, các bạn có thể kể được, có thể dùng màu sắc được thì các bạn cứ kể hết cho cô. Ví dụ như cái này, đáp án chính xác nhất mình có thể thấy là cái này. He's wearing a blue polo shirt and brown trousers. Okay. Đối với những cái nào mà các bạn sẽ thấy là nó có, tụi con mà thấy là nó có nhiều màu á, thì tụi con có thể dùng khoảng 1-2 màu chính thôi.
mình chỉ cần dùng cái màu chính của nó thôi, cái màu nào mà con thấy nó nhiều nhất á, con dùng cái màu đấy để miêu tả cái món đồ đó là được. Ok, good job and well done, good job. Now, the next picture. Let's invite Khánh Nam, please, for the next picture. Tell me, what is she wearing? She wearing a dress. Ah, what color? Use the color too. Okay, use the color too. A pink dress. A pink dress. What else? What else? What about these? Ah, you don't know this one? You remember? High something, something high. High what? High what? I don't know. High heels. Good job. Again, Nam. What is she wearing? Wearing a pink dress. And high heels. Yeah, high heels. Good job, Nam. Well done. Yeah, exactly. High heels. You can say a pair of cũng được. Tại nào mà muốn dùng số ít thì mình có thể dùng là a pair of. Để nhấn mạnh là một đôi thôi thì tụi con có thể dùng là a pair of. She's wearing a pink dress and a pair of high heels. A pair of black high heels. Bạn nào cố gắng dùng được màu sắc thêm cho cô thì các bạn nhớ dùng nha. Ok, black high heels, giày cao gót mà màu đen đó. À, mình dùng thêm cái màu sắc vào. Ok, good job Nam, well done. The next picture, let's invite. Ok, you can see there are a lot of things on her, right? There are a lot of things on her. I want to invite Hoàng Giang, please, can you help me? What is she wearing? What is she wearing? Tell me everything you know about her clothes, okay? What is she wearing? Did you say anything? I cannot hear you, Giang. Did you say anything? Giang có nói gì chưa? Tại vì cô không nghe được cái tiếng của Giang á. I cannot hear you. I cannot hear you. Nãy giờ Giang có nói gì không? Cô không nghe được giọng của Giang rồi. I cannot hear you. Let's try to turn on your mic again, okay? Bây giờ Giang thử mở micro lại thử cho cô nha. Now, one more time. Hello? I'm sorry, I cannot hear you today. What's wrong with your mic? I think there's a problem with your mic. Yeah, I don't know too. I cannot hear. Can everybody else hear her? Nam, can you hear her? Nam có nghe thấy Giang không? Nãy giờ Giang nói, Nam có nghe thấy không? I can't hear. You're just like me, right? You cannot hear her, huh? Please check your mic again. Ask your parents to check the mic again, okay? Now, other friend, please help Giang, okay? Phúc Nguyên, please, can you describe her clothes? Can you describe all of her clothes? What is she wearing? What is she wearing? She is wearing what do you know? A brown sweater. A brown sweater. Okay, good. A brown sweater. What else? And gray shorts. Gray shorts. Okay, wait. You don't have to say and after everything. You just need to use and at the last item. Con chỉ cần dùng and cho cái cuối cùng khi mà mình liệt kê á, thì Nguyên nhớ này. Nguyên không cần phải dùng and cho từng cái một. Nguyên chỉ cần nói liên tục đến cái cuối cùng thì Nguyên mới dùng and cho cô. Okay, ví dụ như con kể ba thứ đi. Ví dụ cô có là I like strawberries, apple, bananas, kiwi and pears. Cái cuối cùng thì con mới thêm and vào. Okay, Nguyên? Now, what else? What else? Again, what else? What else do you see? She is wearing a brown sweater, gray shorts, a pair of purple tights. Good job. Yes, well done. A pair of purple tights. Good. What else? And brown boots. Good job, brown boots. Wow, you know a lot of clothes. Good job, Wing. Well done. And there's actually something else. If you look carefully in the picture, you can see this one.
this one right here is actually a what? Can you guess? Do you know what is it? There's something brown here. Do you know what is it? I don't know. Ví dụ như bạn này, bạn cái quần short đúng không? Quần short thì thường nó sẽ có cái đai, cái đĩa quần. Cái đĩa quần thì con có thể ghép cái gì vào? Ví dụ mình bận quần bị rộng quá đi, thì mình có thể mặc cái gì vào để mình cho cái quần của mình nó ôm, cái nó vừa với người mình nguyên. Con mặc cái gì vào? A belt. A belt, right? Nếu mà con nhìn kỹ thì cái đấy là cái belt đó. Good job. Và cái này, ví dụ như mình không biết cái từ, thực ra cái mũ này thì tụi con dùng từ chung, có thể dùng hat cũng được. It's okay to use the word hat. It's okay to use the word hat. There's another word for this one is a beret, mũ nồi. Cái mũ nồi thì mình có một cái từ khác nữa là a beret. Cái mũ nồi. Cái mũ này các bạn nào mà thấy ở bên Pháp á, thì những người người ta ở bên Pháp người ta mang cái mũ này rất là nhiều. Thì mỗi cái món đồ nó đương nhiên nó sẽ có một cái tên đặc trưng hơn nữa, nhưng mà mình không cần phải am hiểu quá nhiều. Đây là về nói về vấn đề thời trang rồi đúng không? Nó không còn là từ vựng bình thường nữa mà là còn về vấn đề thời trang nữa, đúng không? Cho nên là có rất là nhiều cái, mỗi cái nó sẽ có cái tên đặc trưng riêng. Mình chỉ cần học những cái gọi là cơ bản nhất thì các con có thể gọi đây là cái hat cũng được. It's a hat. It's okay to call it a hat. Nó không, mình không sao. Nếu mà mình gọi hat thì nó cũng là một cái danh từ chung để chỉ về những cái mũ. Nên là mình vẫn có thể dùng cái chữ hat ở đây. Okay, good job, Nguyên. Well done. Your friends have answered a lot of clothes and they are all correct. Good job, Nguyên. Well done. Now, a lot more. I still have a lot more pictures for you guys. Please, someone, please help me. Let's invite Phương Anh, please, can you describe all of her clothes? What is she wearing? She's wearing a black sunglasses. Do you say sunglasses? Can you say black sunglasses? Nếu mà sunglasses thì Phương Anh có dùng đi chung được không? Sunglasses là số nhiều nè, con có dùng được không? Nếu mà muốn dùng số ít thì con phải nói là gì á. Phương Anh nhớ không? Gì thì mới được dùng với sunglasses. Sunglasses. Đúng rồi, a pair of black sunglasses. Rồi, what else? Còn gì nữa? Phương Anh kể tiếp cho cô nè. Handbag. A handbag. Wow, good job. It's a handbag. Good. A handbag. What else? A sweater. A sweater. Good job. You can say a black and a white and black sweater. Okay, it's okay. A black and white sweater. Ngoài ra cô chỉ Phương Anh cái này nữa nè. Cái áo này nó có một cái họa tiết rất là quen thuộc đúng không? Nó là họa tiết sọc. Cái họa tiết sọc này là mình thấy cũng hay có trên quần áo đúng không? Thì Phương Anh có thể nói là a stripe. A stripe. Đúng rồi, a stripe sweater. Đó, ví dụ cái họa tiết sọc nè, hoặc là ví dụ họa tiết đốm thì mình sẽ có dot, spot. Đó, thì cái này họa tiết sọc. A stripe sweater. What else, Phương Anh? What else? What else can you see? A pair of high heels. Good, a pair of high heels. Good job. What else? What is she holding right here? What is she holding? Cô ấy còn cầm cái này nữa. Theo Phương Anh là cầm cái gì? A coat hoặc là cái gì nữa? Phương Anh, tại vì mình không nhìn kỹ được đúng không? Mình không thể biết đây là coat hoặc là cái gì nữa. Coat or jacket. What about these? Nãy giờ Phương Anh chưa nói về cái quần đúng không? And a pants. A pants? Are you sure? A pants. A pants là theo Phương Anh là đúng ngữ pháp chưa? A pants. Pants. Pair of pants. Yeah, a pair of pants. Good job, Phương Anh. Wow, very good job for today. Good job, Phương Anh. Your friends have told us a lot of clothes, right? Sunglasses, sweater, pants, jacket or coat, maybe, we don't know, huh? A handbag. High heels. Well done. Good job, Phương Anh. Well done. Và ở đây cô chỉ các bạn, thay vì nói màu không thì các bạn có thể nói cái họa tiết này thật ra nó rất là hay sử dụng trong quần áo đúng không? Thì tụi con có thể dùng cho cô cái chữ stripes này để nói về cái áo mà áo sọc á. Áo nào mà nó sọc sọc kiểu này, tại vì cái kiểu này rất là phổ biến nha. Thì các bạn có thể dùng cái chữ này. A striped sweater, a striped t-shirt, a striped shirt for example. Cái gì mà nó có họa tiết sọc như vậy nè.
thì mọi người có thể dùng cái chữ stripe này cho cô. Ok. Good job. Well done, Phương Anh. Next picture. Next picture. Can you help me, Khoa? Anh Khoa, please. Can you help me? What is she wearing? What is she wearing? Có thể kể được gì? Cô này, cô đang mặc những cái món đồ gì? Món cái quần áo nào? Đâu Khoa thử kể cho cô nghe. What is she wearing? She wearing a white t-shirt. A white t-shirt. Okay. Cái này thì mình không biết được ở trong là áo tay ngắn hay là tay dài đúng không? Cho nên là phía bên trong thì mình nói cái nào cũng được. T-shirt. Yes, maybe a white t-shirt. What else? Còn gì nữa không Khoa? What else? She wearing a blue trousers. I don't think they are trousers, Khoa. I don't think they are trousers. Cái quần này nó có cái tên đặc trưng hơn cho nó đó. Nó không chỉ là quần dài mà quần tây đâu. Nó không phải là quần tây đâu. Mà nó có cái tên đặc trưng hơn. Cái quần này nó làm bằng chất liệu gì? Khoa biết không? They're made of what? Blue jeans. Yes, they are blue jeans. Good job, blue jeans. Rồi, còn gì nữa nè? T-shirt, blue jeans, what else? A handbag. A handbag. Good job. What else? A handbag. Well done. And a white shoes. A white shoes. A white shoes. Are you sure? Go with shoes. A white shoes. Mình có dùng shoes đi với được không Khoa? Nhớ lại nè. Có đi được với chữ shoes không? Shoes là số nhiều nè. A pair of white shoes. Yeah, a pair of white shoes. Đúng rồi, nếu mà Khoa muốn dùng là thì con phải dùng là a pair of white shoes. Hoặc là con chỉ cần nói là white shoes là được. Số nhiều thì không cần có Cho nên nếu mà con muốn nói vắn tắt á, thì con chỉ cần nói là white shoes thôi. Không cần Còn nếu mà mình muốn chỉ rõ ra là một đôi thì mình có thể dùng là a pair of. What about this one? What about this one, Khoa? What is it? It's a very long one right here. What is this one? A pair of sun of sea. Sun of sea? What is a pair of? You mean this one, right? On her head? It's a pair of what? Again, a pair of sunglasses. Sunglasses. Again, sunglasses. A pair of sunglasses. One more time. Yeah, what about this one? What about this one right here? What about this one? Very long one here. What is it? A sweater. A sweater? Are you sure it's a sweater? I don't think it's a sweater. Sweater nó là một cái áo dài tay thôi. Còn áo này thì con dùng để khoác bên ngoài nè. Mà con thấy nó hơi dài dài nè. Thì nó là cái từ gì đó là đặc trưng cho nó đó. Cái áo khoác mà dạng dài dài như vậy, dài qua tới đầu gối nè. Nó là cái áo khoác gì? Phải nhớ không? What is it? It starts with a letter. Not a sweatshirt. Sweatshirt. Nó là một cái áo tay dài mà nó còn có cái mũ trùm lại á. Cái mũ trùm lại á thì mình mới gọi là sweatshirt. Còn cái này, nó là một trong hai từ này nè. Phải nhớ không? Thì phải chọn từ nào cho cô này. Which one did you choose? What is it? Is it a coat? Jacket. Yeah, it's not a jacket, okay? It's a coat. Những cái áo mà Khoa thấy này, nó mà dài như vậy á, những cái áo khoác mà dáng mà nó dài ra như vậy thì mình sẽ không gọi nó là jacket nữa mà mình sẽ gọi nó là coat, okay? It's a coat. Well done. Good job, Khoa. Good job. Như vậy là Khoa đã giúp cô và các bạn kể ra rất là nhiều. Well done. Sunglasses nè. Đó, áo khoác rồi áo bên trong. Bên những cái nào mà tụi con thấy không rõ thì tụi con có thể nói cơ bản là được, không cần phải cho mình biết chắc chắn cái này là cái gì. Nhưng mà các bạn dùng được cái color cho cô nè, đó. Blue jeans nè, handbag nè, white shoes nè, đó. Ok, những cái đôi giày cũng vậy. Ví dụ các bạn nhìn vào mà các bạn không nhớ, không nhìn ra kỹ được thì mình có thể dùng những cái từ chung lại. Ví dụ như là chữ shoes, nó có thể nói chung là giày, shoes. Đó, thì các bạn có thể dùng cái từ đấy cũng được. Ok, good job, well done. Okay, now who can describe this one? Okay, John, can you help me with this one, John?
Can John help me? What is he wearing? What is he wearing? He's wearing a blue cap. A blue cap? Good. A blue cap. What else? Do you know what is this on his mouth? Do you know what is it? We always have to wear this one when we go outside, right? What is on his mouth? Cái từ này là thực ra là a blue what? A blue what, John? A blue? Blue là coat. Coat? Coat? I don't think it's a coat. Coat thì thực ra thì cái áo khoác nó một là một. Khi mà con dùng cái chữ coat thì nó một là cái áo khoác dạng phao mà để con giữ ấm á. Hai là cái áo khoác đấy, nó là cái dáng mà nó rất là dài. Còn những cái này thì con có thể dùng cái chữ jacket. Okay, it's a jacket. What else? What else? Còn có gì nữa? What else, John? Inside of the jacket. What is it? Ở bên trong này. Ở bên trong. Ở ngoài thì bọn áo khoác như vậy. Ở trong thì bạn này bận gì? What is he wearing inside? A white t-shirt, not a shirt, okay? It's not a shirt. Shirt là áo sơ mi. Còn đây con thấy rõ ràng cái cổ của nó không phải là cổ sơ mi đâu. Đây là cổ áo thun á. Cho nên là John này nói là shirt, t-shirt, a white t-shirt. Good job, well done, okay? Ví dụ ở đây cái quần này mình không rõ là quần gì thì John có thể dùng danh từ chung là cái pants cũng được. Black pants. And this one is a, what is it? Mà mình nghĩ ra cách để mà có chế tài, có những cái khuyến khích, được phương phúc, được vân vân, làm hết thấy cái cách. Chứ còn cái tình hình mà you can say it's a bag, a bag, okay? Handbag thì nó sẽ thiên về cái từ phần đúng rồi. Handbag có nghĩa là một cái túi mà các bạn thấy là thường là con gái hay xách hang á. Còn những cái túi chung, các bạn mà muốn dùng cái từ chung cũng được, không sao hết á. Mình có thể dùng cái chữ bag. Cái bag nó mang nghĩa rất là rộng, nó là một cái túi, một cái cặp, một cái túi gì dạng gì đó. Túi ni lông nó cũng được gọi là bag nữa. Cho nên là khi mà mình không rõ về cái đấy, cái tên đặc trưng của nó, mình có thể dùng những cái từ chung, ví dụ như là shoes hay là bag hay là hat. Nhưng mà cái này thì mình biết là cái gì đúng không? Blue cap này. Cho nên mình sẽ dùng cái chữ cap thay cho cái chữ hat bình thường. Cái đấy là những các bạn có thể miêu tả như vậy. Okay. Next up, look at. Oh, she's wearing a lot of beautiful clothes on her. Can Huyền Anh help me? What is she wearing? She's wearing a black set of glasses. A pair of sunglasses. Yeah, or you can say a pair of black sunglasses. Một cặp kính đen đúng không? Ý của Huyền Anh là một cặp kính đen thì mình có thể dùng là a pair of black sunglasses. Okay, what else, Huyền Anh? What else? She wearing a black high heels. A black high heels? Are you sure a black high heels? Mình có dùng high heels đi với chữ a được không? Nếu mà a thì Huyền Anh phải nói là a gì? A gì thì mới đúng được. A pair of black high heels. Good job. What else? Còn gì nữa, Huyền Anh? What else can you see? What are her the other clothes? Còn gì nữa? She wearing a gray dress. A gray dress? Okay, dress. Are you sure it's a dress? A dress. Dress là cái đầm đúng không? Nhưng mà con thấy ở đây là cái cô này đang bận hai phần trên với phần dưới là nó khác nhau nè. Như vậy cái đấy nó không phải là cái đầm mà nó là cái gì, Huyền Anh? What is it? Cái đầm thì nó sẽ là cái đầm con mặc từ trên xuống dưới, chỉ cần một cái đầm thôi là mình thành cái bộ đồ rồi đó. Nhưng mà ở đây cô này mặc cái áo ở trên rồi ở dưới là một cái váy. Như vậy cái váy thì là gì, Huyền Anh nhớ không? It's not a dress. What is it? It's a skirt. Yeah, it's a skirt. Còn ở trên thì cô chỉ không biết là Huyền Anh còn nhớ từ đấy. Cái từ nào mà thường áo của nữ mà có kiểu cách này nọ đó. Áo của nữ, những cái áo sơ mi của nữ thì thường nó sẽ kiểu cách hơn mấy cái shirt của con trai đúng không? Thì những cái kiểu áo kiểu như vậy á, áo tay dài mà có cánh nè. Áo có cánh có nghĩa là áo tay dài đồ nè. Mà có kiểu cách như vậy nè. Huyền Anh còn nhớ mình sẽ dùng từ gì không? It starts with the letter B, remember? Nó sẽ là nếu mà con dùng thêm cái màu white vào thì nó sẽ biến thành một cái áo khoác, một cái áo khác.
Nếu mà mình có cái chữ white vào trong cái áo đấy thì nó sẽ tự động biến thành một cái áo khác, nó không còn là cái áo giống như vậy nữa. Huyền Anh còn nhớ từ đấy không? You remember that word? Black. It's a black what? This one is for the doctors. Remember? This one is for the doctors. A black shirt. It's not a shirt, okay? Shirt thì nó sẽ thiên về áo sơ mi mà dành cho con trai á. Còn những cái áo mà con thấy là thường con gái là bận những cái áo tay dài mà nó sẽ kiểu có kiểu nhiều hơn, đúng không? Thì Huyền Anh sẽ dùng cái từ này cho cô. Remember this word? Did you still remember this one? Huyền Anh còn nhớ từ này không? What is it? A what? A blouse. A blouse. Okay, a black blouse. Good job. A handbag. A black handbag. What about this one? What about this one right here? Right here? Do you know what is it? A black what? Huyền Anh có nhìn ra được không? A black what? A black... Cái gì để mình thắt cái váy lại, mình thắt cái quần lại nếu mà nó bị rộng quá này. Hoặc là để tô nhấn điểm vô thì mình sẽ có cái đấy là cái gì? Cái đấy là cái gì Huyền Anh? Cái thắt lưng, cái dây nịt của mình nè. Mình có từ gì Huyền Anh nhớ không? It starts, hồi nãy là Nguyên có nói nè. Hồi nãy là Nguyên có giúp mình nè. Phúc Nguyên có nói về cái từ đấy rồi đó. Huyền Anh còn nhớ không? What is it? It's a black. Like what? It's a black. Black. Like what? Yeah. Belt. Good job, Huyền Anh. Thank you so much. It's a black belt. Well done. Good job. Well done. It's a black belt. Well done. Như vậy là cô này bận rất là nhiều đúng không? Váy nè, áo nè, mắt kính rồi belt, high heels, handbag các kiểu. Good job, everyone. Well done. Next one. This is there's only one thing. Okay, who can tell me what is it? Yes, Tung Hung. Can you help me? What is she wearing? Use the color for me, okay? Can you use the color? Use the color, okay? What is she wearing? She is dress. Again, she is wearing. Đúng không? Đọc lại theo cô nè. She is wearing. Cô ấy đang mặc cái gì? Bạn này đang mặc cái gì? She is wearing a... A what? What is it? Hôm bữa là mình có học cái từ này là bữa Hưng có học không? Hưng có học trong cái lớp hôm bữa không? She's wearing a red what? Cái này là cái gì? Cái áo này là sau khi... After you take the shower, if you don't want to wet your clothes, you can wear this one first. Khi mà mình tắm xong thì ví dụ mình không có muốn mà mình bận đồ vào liền á, thì nó sẽ bị ướt đồ của mình á, thì mình có thể bận cái này vào đỡ. Thì mình có thể bận sau khi mình tắm xong này. Hưng còn nhớ không? A bathrobe. You remember that word? Hưng còn nhớ từ đấy không? A bathrobe. Again, she is wearing a red bathrobe. Again, Tuấn Hưng. Hưng Hưng nói lại cho cô nghe nè. What is she wearing? What is she wearing? Bathrobe. A red bathrobe. Okay, good job. Well done. Okay, well done. Good job. Next up. You still remember these? Lisa, can you help me? What is he wearing, Lisa? Can you turn on your mic, Lisa? Can you turn on your mic, Lisa? What is he wearing? I'm sorry. What is the boy wearing? Hello. Yes, what is he wearing? Can you answer? What is he wearing? He's wearing. Lisa, again, he's wearing. He's wearing a pair. A pair of sunglasses. Yeah, a pair of sunglasses. And what about this one? Still remember? And pants. Not a pants. Okay, what is it? Cái từ này rất là đặc trưng này. Hôm trước là mình có học những cái bộ đồ bơi đúng không? Có vài từ liên quan tới đồ bơi này. Không biết là Lisa còn nhớ không? This is a pair of. Cái này cũng là quần. Cái quần thì người ta quy định, những cái từ vựng người ta được quy định là dùng số nhiều thì mình sẽ dùng, nếu mà không muốn dùng thì mình sẽ dùng là a pair of swimming gì? Lisa nhớ không? Swimming. Hôm bữa con không học.
Oh, you didn't learn last time, so you still do you know this word? A pair of swimming trunks. Again, a pair of swimming trunks. A pair of swimming trunks. Good job, Lisa. Well done. It's a pair of swimming trunks. Có nghĩa là cái quần bơi. Cái quần bơi thì mình sẽ dùng cho cô là swimming trunks. À, cái quần bơi, swimming trunks. Okay, good job, Lisa. Well done. But you still know about the sunglasses. Good job. Well done, Lisa. Next up, who can help me with this? Ngọc Chi, can you help me? Sorry, but con xin lỗi nhưng mà hai hôm trước con chả học nó luôn cô. Oh, really? Okay, it's okay. But you don't know, but you do you know the word? Nhưng mà chị biết cái này không? Chị có biết không? Insert. It's not, what is it? Nếu mà mình có nguyên một cái bộ đồ như thế này thì chị có thể dùng cho cô cái chữ là a suit. A suit. A suit nó là một cái bộ đồ á, bao gồm có áo vest, áo sơ mi ở bên trong, rồi toàn bộ nguyên một cái bộ đồ vest luôn á. Tiếng Việt mình đọc là bộ đồ vest, nhưng thực tế nó thì cái kiểu vest đấy nó không phải là bộ đồ đâu, mà cái kiểu bộ đồ mình phải dùng như câu là a suit. So you can say he's wearing a blue suit. Again, can you answer? What is he wearing? He's wearing a blue suit. Yeah, good job. Well done. Thank you so much. Good job. And what about this one? Let me see. Thủy, do you still remember what is this on here? Which one? What is this? This one right here. You still remember? Thủy còn nhớ cái đấy là cái gì không? Mình có hai cái này. Một cái là và một cái là which one? Which one? Which one is this one? Which one is this one? Thủy còn nhớ cái nào là nó là cái đấy không? Cái nơ. Cái nơ mà để thắt ngay cái chỗ đấy đó, mỗi lần mà bận đồ vest thì người ta có hai lựa chọn đúng không? Một là dùng cái nơ thắt ngay đấy, một hai là dùng cái cà vạt. Như vậy cái nơ ngay chỗ đó là gì? Thủy nhớ không? What is it? It's not a T, it's a tie, but it is not a tie. This one you call a bow tie, a bow tie. Bow tie. Yes, good job, Thủy. Remember, it's not a T, okay? It's a a tie. Good job. Well done. Good job, Thuy. Good job. Next up. What about this little boy? Can you help me, my Jang? Yes. What is he wearing? He's wearing a raincoat. Yeah, what color? Use the color. He's wearing a yellow raincoat. What else? What else do you know? Còn gì nữa không Trang? Có gì mà Trang kể ra được nữa cho cô ạ? What else? Wearing boots. A pair. Mình phải dùng số ít hoặc số nhiều. Nếu mà là số nhiều thì là mình nói là boots thôi. Nhưng mà nếu mà số ít thì Trang phải nói là gì? Một đôi giày boot. A pair of boots. Yeah, a pair of boots. Good job. Well done, Trang. Good job, a pair of boots. Next up. What about this one? Cái này là một cái từ nó đặc trưng cho cả cái bộ đồ này luôn. Các bạn còn nhớ không? Cái bộ đồ mà để mà tụi con mặc cái bộ đồ này khi mà tập thể dục này. Still remember that word? Yes, Hoàng Giang, can you turn on your mic now? Can you turn on your mic? Can you hear me? Yes, I can hear you now. What is he wearing? Dang, can you help me in your friend? He is wearing a tracksuit. Yeah, a tracksuit. Okay, good job. You don't say a tracksuit. Tracksuits. Okay. Bộ đồ này thì nó được quy định là số nhiều nên là Giang phải dùng là tracksuit thôi, không cần là What else here? What about these? He is wearing a pair of gray shoes. Yeah, beside the word shoes, what else can you use? Shoes là một cái từ. Trainers. Yeah, good job. Đúng rồi. Thank you, Zhang, so much for helping me. Good job. Trainers. Well done. So you have two words, right? Shoes thì cũng đúng, nhưng mà shoes đó là cái từ chung á. Như cô đã nói, nếu mà các bạn không rõ cái đấy là cái gì, giày gì, thì các bạn có thể dùng cho cô chữ shoes. Shoes nó được quy định giống như là một loại giày chung vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái từ chính của nó là gì, thì con cũng phải dùng giống như là Zhang vậy đó. Zhang dùng là trainers, or you can say sneaker. Giày thể thao, đúng rồi, đôi giày thể thao các bạn biết đúng không? Giày bata này, giày thể thao này, thì tụi con có thể dùng cho cô là sneakers or trainers, just like Zhang, okay? Good job everyone. Well done, Zhang. Next up. What about
three. Let's see who can help me. Okay, what about you, Thu? Can you help me? Can you help me? What is she wearing? There are three things, okay? Để đây cô thử nói cho Thư nghe nè. Có ba thứ mình có biết đã học qua luôn rồi nè. Không biết là Thư còn nhớ không? Oh, where is she? She is wearing a... Cái này, áo này là cô cũng đã chỉ luôn rồi nè. Không biết là Thư còn nhớ không? Áo, áo ba lỗ đó, áo ba lỗ của mình á. Mình sẽ không gọi là three hole shirt, đúng không? Mà mình gọi là cái từ gì? Từ gì? Tank top. A pink tank top. She's wearing a pink tank top. Còn gì nữa? Thư kể tiếp đi. A pink tank top. What else? Còn gì nữa nè? A pink tank top. Còn cái này là cái quần gì? Quần này là con gọi là gì? Mình sẽ gọi quần này là gì mọi người? What is it? What are they? You guys know? Can you help me, Yui? Can you help me? Yes. Mm-hmm. What is she wearing here? What is it? What she are these? She's wearing a brown sock. Shorts. Yeah, shorts. Good. Shorts. Good job. Shorts. What about these? Có một cái từ đặc trưng cho nó đúng không? Có một cái từ đặc trưng cho nó mình cũng đã học rồi. Duy còn nhớ. Dạ nhớ. What is it? Yeah, good job. What are they? What is it? It's slipper. Ah, it's not slippers. Cái từ đặc trưng cho nó thì thực ra nó không gọi là slipper. Nhưng mà slippers cũng là một từ tốt. Nhưng mà cái slippers nó sẽ hơi khác với cái đôi dép này một xíu. Dép này là dép sọ ngón nè. Con nhìn kỹ thì nó là cái dép sọ ngón. Dép sọ ngón thì nó một cái tên khác nữa. Không biết Duy nhớ không? Cái còn lại á. Không biết là Duy có nhớ cái còn lại không? It starts with a letter F. You remember that one? Flip-flop. Ah, again. Flip-flops. Flip-flops. Yeah, flip-flops. Good job. They are flip-flops. Duy nhớ cho cô này mình không có dùng flip-flops, slippers. Mà mình phải dùng là A pair of flip-flops. Yeah, a pair of flip-flops. Good job, Yui. Well done. It's a pair of flip-flops. Good job. Một là tụi con dùng số nhiều cũng được. Có nghĩa là tụi con không cần phải dùng a pair gì hết. Chỉ cần dùng cho cô là she's wearing flip-flops. She's wearing shorts. Là được. Không cần phải nói gì. Nhưng mà đã tụi con dùng thì phải nhớ cho cô là không đi với số nhiều được. Các bạn sẽ đổi qua cho cô là a pair of. Một là tụi con dùng số nhiều thì tụi con sẽ không cần có gì hết. She's wearing shorts, she's wearing flip-flops. Chỉ cần như vậy thôi. Còn nếu đã lỡ dùng thì các bạn phải nhớ cho cô phải dùng a pair of mới được. Bởi vì danh từ số nhiều thì mình sẽ không có đi với chữ với an được. Mọi người nhớ nha. Okay. What about him? Can you help me, Đức Tiến? Can you help me? What is he wearing? What is he wearing? I don't know. You don't know anything about him? Đức Tiến không có nhớ một cái món đồ nào mà cái anh này đang mặc hết hả? You don't know anything? What about these? Trên mắt của anh này là anh này đang đeo cái gì Tiến? What are these? What are these? Sunglasses. Sunglasses. Số nhiều thì con phải dùng cho cô là sunglasses. Again Tiến, sunglasses. Sunglasses. Okay, what else? Áo, áo tay dài. Áo tay dài thì mình có cái chữ square gì đó. Đức Tiến nhớ không? What is it? Remember? This one right here. Okay, let me ask a friend to help you, okay? Để cô mời một bạn giúp Tiến nha. Let's see who... yes, Hải Đăng, can you help your friends? What is he wearing? Can you help your friends? Tell me everything that you know, okay? Đăng cứ nói cho cô hết những cái mà Đăng biết về cái người này luôn. Bận cái gì, có cái gì. What is he wearing? A watch. A watch, good. A watch, well done. What else? It's trousers. Ah, yeah, trousers, good. What else? And he has a striped shirt. Ah, yeah, but this is not a shirt. What is it? It's a striped what? Striped T-shirt. Not a T-shirt. I don't think it's a T-shirt. T-shirt. Polo shirt. No, not a polo shirt. Polo shirt là cái áo mà áo thun. Có cổ á, Đăng nhớ cho cô cái áo thun mà nó có cổ á, nó có mấy cái hàng nút ở trên thôi. Nút của nó chỉ có mấy cái bên trên thôi. À, cái áo thun có cổ đó.
Còn cái áo này là cái gì đó? Swear what? What is it? What word? Stripe. Sweater. Yeah, a striped sweater. Okay, good job. What about this piece on his eyes? He wears a pair of sunglasses. Okay, not he's wearing. He's wearing a pair of sunglasses. Good job. Thank you, Dan, so much. Good job. Well done. You tell me everything. The watch, the sweaters, the trousers. Good job. Đang cũng nhớ cho cô, con chỉ cần trả lời một câu hoàn chỉnh của mình á, thì mình không cần phải dùng and sau mỗi cái. Ví dụ cô nói lại một cái này, các bạn nhớ cho cô, khi mà mình liệt kê cái gì ra thì tụi con chỉ cần dùng cái chữ and là và cho cái chỗ cuối cùng thôi. Ví dụ cô sẽ liệt kê, cô sẽ nói về cái người này nha. He's wearing a pair of sunglasses, a striped sweater, a watch, and a pair of brown trousers. Đó. Thì các bạn chỉ cần nói and cho cái chỗ cuối cùng thôi. Cái liệt kê cuối cùng của mình thì mình hãy dùng and. Còn cái trên thì mình cứ liệt kê ra bình thường thôi. Okay? Good job, everybody. Good job. Next up, what about her? Nam Bình, can you help me? Nam Bình, can you help me with her clothes? What is she wearing? Tell me everything you know, okay? She's wearing a jacket. Ah, this is not a jacket. I'm sorry, it's not a jacket. Jacket là áo khoác, thì các bạn để ý cho cô, áo khoác cái thường là mình sẽ mặc vào và nó sẽ có giống như là nó sẽ có cái đồ dây kéo nè, dây kéo hoặc là nút. Nói chung áo khoác thì tụi con biết là tụi con mặc vào, còn cái này là mình phải chồng vào cái cổ của mình á, chồng vào người của mình. Các bạn nhớ không? Who remember these? Có ai nhớ được? Ở đây là những từ này là tất cả mình đều học rồi luôn. Cô sẽ nói về năm cái món đồ này, tất cả mình đã đều học rồi luôn đó. This one, this one, this one, this one, and this one. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. We learned about these 5 things already. Who can help me? Phương Thảo, can you help me? What is she wearing? She's wearing blue jeans. Do you say blue jeans? Mình nói blue jeans được không Thảo? Hay là mình phải nói cái gì? Nếu mà con dùng thì con phải dùng gì Thảo nhớ? Jeans là số nhiều này, cho nên là thực tế mình không có dùng đi với số nhiều được. Cho nên là Thảo phải dùng gì? Gì đó. Hồi nãy giờ các bạn có nói quá trời đó Thảo nhớ không? A pair of blue. Good job. Okay, một cái đó đã. Thảo còn kể được cho cô cái gì nữa? Cái áo này Thảo còn nhớ không? Cái áo nào mà nó giống như sweater nhưng mà nó có cái mũ trùm lên nè. Nó đều phải giữ ấm nè. Nó có cái mũ trùm lên nè. There are two words actually. Sweat what? Remember? Sweatshirt. Okay, a sweatshirt. Hoặc là a hoodie. Cái này là mình hay gọi cái từ, ở đây thì người ta thường gọi cái chữ hoodie nhiều hơn á. A hoodie. A sweatshirt, a hoodie. What about this one? Còn cái này thì sao Thảo? What is this? Cái túi sách nè, cái túi sách mà con gái hay xách theo như vậy nè. Thảo còn nhớ không? A what? A handbag, a black handbag. Okay, two more. Còn hai cái nữa thôi hả? Cố lên nè. What about this one? What is it on her eyes? Sunglasses. Yeah, a pair of sunglasses. Hoặc là con dùng số ít giống như Thảo nói đó. Sunglasses là được. Đúng rồi. Và cuối cùng, giày thể thao màu trắng thì Thảo nói sao ta? Thảo còn nhớ giày thể thao không? Giống như hồi nãy Hoàng Giang có nói đó, giày thể thao thì mình có từ gì? Thay vì dùng chữ shoes thì con có thể dùng từ gì để chỉ về giày thể thao luôn? Hồi nãy lúc Giang nói nè, Hoàng Giang nói nè, Thảo nhớ không?
a pair of train. You can say a pair of sneakers or trainer. Okay, again, sneakers or trainers. Okay, Thảo muốn dùng từ nào cũng được hết, hai cái đều đúng. Okay, nào bây giờ Thảo giúp cô nè, thử nói lại cho cô nguyên một câu đầy đủ hoàn chỉnh luôn tất cả những cái hồi nãy giờ mình nói đó. Thảo thử kể lại cho cô nghe xem nè. What is she wearing? What is she wearing? She's wearing a pair of sunglasses. Good, a pair of sunglasses. Good job. What else? Còn gì nữa Thảo? Cứ kể tiếp luôn. Chừng nào cái cuối thì mình mới dùng chữ and thôi. Mình cứ liệt kê tiếp cho cô. Good job. What else? A pair of sneakers. Good. Good, good. A handbag. Good. A pair of blue jeans and the last one and cái cuối cùng thì mình phải dùng and đúng không? Đó, mình liệt kê một hồi quá trời luôn thì cuối cùng mình dùng chữ and cho cô. And cái gì Thảo, cái áo đấy là cái chữ nào? Áo đấy là mình gọi là áo gì? A hoodie. Yes, good job, Thảo. Well done. And a hoodie. Good job. Congratulations. You have the correct answers. Well done. Đúng rồi. Áo hoodie. Đúng rồi. Cái áo mà các bạn thấy bây giờ cũng nhiều người mặc lắm. Nếu mà các người con mà có ra đường thì con nhìn thấy cái áo mà kiểu có cái mũ trùm lại này mà nó dày lắm. Với lại nó có hai cái bên túi nè. À, mình đút cái tay mình vô được á. Với lại có dây rút. Cái dây rút cái mũ lại đó. Tụi con nhìn cái áo này ngoài ở ngoài đời là tụi con thấy nhìn dễ lắm. Nhìn cái là biết liền luôn. Thì người ta gọi cái đấy là sweatshirt hoặc là cái hoodie. À, tùy tụi con thích gọi từ nào cũng được hết. Ok. Good job. Well done. Ok. So that's it for the clothes. Đó, đây là những cái một số cái hình mà cô đã lấy để cho các bạn tập nói. Practice talking about clothes, describing the clothes. À, so you can talk about the clothes now, right? Các bạn chỉ cần làm gì? Về mình xem lại những cái từ vựng như vậy thì mình nhìn vào một phát cả bộ đồ luôn. Thì mình có thể liệt kê, mình có thể kể ra được rất là nhiều. Ok. Now, after all describing the pictures, let's listen to the song, okay? Then I will invite some friends to read. If you guys want to sing, you guys can sing. But if you don't want to sing, you can read the paragraph for me, okay? Let's sing. Let's sing along, okay? Let's listen to the song, guys. Wait, let me turn on the song. Unit 5, page 54. Sunny Days. Activity 1. Listen and read. Then sing. Boring Weekend. It was a boring weekend. I really had fun. No bike, no park, no outdoor games. There wasn't any sun. I finished all my homework and read a magazine. What else could I do?
it's sunny. It's a beautiful warm day. Too bad I have to go to school. I can't go out and play. Rainy weekends are no fun. What's a weekend without sun? Rainy weekends are no fun. What's a weekend without sun? Okay, so that is the song. I don't think it's a very great song for me. For me, it's not really great. Ở với cô thì cái bài này nó cũng không hay ra lắm. Nó hơi bị khó để hát theo đúng không? Hôm trước đến giờ là cô thấy là chỉ có cái bài đầu tiên mà mình học á, The First Day Ever, Kate Can Be Late, là cô thấy cái bài đấy là dễ hát theo nhất. Còn lại là cô thấy cái lời, không phải cái lời mà là cái nhịp của nó hơi khó để mình hát theo. Chắc là tụi con phải nghe nhiều lắm thì chắc là mình mới quen được, mình mới hát theo được. Chứ cô thấy bài này nó hơi khó để hát theo một xíu. So, let's invite one friend and can you help me read again? Okay, I only invite two friends, okay? Mai Trang, please read from here until the chorus. Từ đây tới phần điệp khúc cho cô luôn, là tới cái chữ sun này. Okay, from the beginning to the word sun. Okay. Boring weekend. Boring weekend. It was a boring weekend. I really had no fun. No bike, no park, no outdoor games. Good. There wasn't any sun. I finished all my homework and read a magazine. Đây thực ra là người ta đang dùng quá khứ đó. Nên là cái chữ này thì Trang sẽ đọc cho cô là read a magazine. I made my bed and cleaned my room. It's never been so clean. Rainy weekends are no fun. What's a weekend without sun? Good job. Well done, Trang. Thank you so much. Now, Chi, what about you? Can you help me read from here and the chorus one more time? Chi đọc cho cô hai đoạn này và đọc lại cho cô cái phần chorus. Ở đây người ta có để này, là cái phần nghiêng này nè. Okay? Can you help me? Okay. A weekend is rainy, cold and windy too. I did some chores and read a lot. I did some chores. Kiểu này là việc nhà đó, chores là công việc nhà. Chi đọc cho cô là chores, và ở đây cái chữ read như cô có nói, nó đang ở dạng quá khứ. Tại vì tôi đã làm việc nhà và đọc rất là nhiều sách. Đó, cho nên là cái chữ đấy thì Chi đọc cho cô là read and read a lot. Okay. I did some chores and read a lot. Good job. What else could I do? Now it's Monday, and it's sunny. It's a beautiful warm day. Too bad I have to go to school. I can't go out and play. Rainy weekend and no fun. Was a weekend without sun. Good job. Well done, Chi. Thank you so much. Good job. Như vậy là bài này nói a boring weekend. Boring có nghĩa là rất là tẻ nhạt, đúng không? Một cái cuối tuần tẻ nhạt. Bởi vì sao? Bạn không có được đi xe đạp hay là được ra ngoài trời chơi. Bởi vì sao? There wasn't any sun. Ý của người ta đây đúng là gì? Rainy weekends có nghĩa là mưa. Tuần, cái cuối tuần của bạn là vừa qua là nó mưa không à. Bạn không có được ra ngoài đường chơi. Bạn làm hết công việc nhà nè. Bạn làm homework nè. Đó, đọc tạp chí nè. Make my bed có nghĩa là dọn giường, mọi người nhớ không? Dọn giường, dọn phòng hết trơn rồi nhưng mà không được ra ngoài chơi. Bởi vì sao? All weekend it was rainy, cold, windy. Vừa là mưa mà vừa lạnh rồi còn có gió nhiều nữa. Nhưng mà hôm nay thì sao? It's Monday and it's sunny. Mà bây giờ hôm nay là thứ hai nè. Đáng lẽ là bạn phải đi học đúng không? Nhưng mà trời thì lại nắng đẹp.
Trời nắng đẹp nhưng mà không được đi chơi bởi vì thứ hai là bạn phải đi học. It's sunny. It's a beautiful warm day. Một cái ngày trời rất là đẹp mà rất là ấm nữa. Too bad I have to go to school. Quá tệ. Too bad giống như là kiểu trời mà chán quá là mình phải đi học. Không có được đi chơi á. I can't go out and play. Không được đi ra ngoài và chơi. Mặc dù hôm nay là một cái ngày nắng rất là đẹp. À, nhưng mà bạn không đi chơi được. Because it's Monday. Okay, good job. Thank you guys so much. Now, before we learn about the clothes, you guys still remember we learned some adjectives about the weather, right? So now we're gonna practice again. We're gonna listen to these sentences and you're gonna practice. Các bạn, từng cái này bài này rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần nghe cho cô những cái câu. Mình có những cái câu như thế này đúng không? Mình nghe và đây cũng là những cái câu mà các bạn có thể thực hành để nói về thời tiết thì mình có thể dùng cái dạng câu như thế này. Okay? So let's listen to number one and number three. 1, 2, 3. Unit 5, page 55. Activity 2. Listen, point and say. 1. 1. It's cold and snowy. It's cold and snowy. Thay vì mình chỉ dùng đúng một từ thôi thì các bạn có thể tự dùng thêm nhiều từ khác. Ví dụ như thay vì là trời có tuyết thôi mình nói là snowy thì đương nhiên là khi mà có tuyết thì tụi con sẽ thấy rất là lạnh đúng không? Thì mình có thể dùng thêm it's cold and snowy, vừa lạnh mà vừa có tuyết nữa. Đó, mình dùng thêm nhiều từ để bổ trợ cho nhau. Giống như là cô có nói là trời mà nóng với ẩm á, nóng mà tụi con hay chảy mồ hôi nhiều á, it's hot and humid. Thay vì nói là trời nắng, it's sunny, thì mình có thể nói thêm it's hot and sunny. It's hot and humid. Trời vừa nóng mà còn vừa ẩm nữa. Đó, mình dùng những cái cụm như vậy đi chung với nhau. Okay? Now number two. Two. It's warm. It's warm. Rất là ấm. Three. Ấm áp. It's cloudy and cool. It's cloudy and cool. Cool là dễ, four, dễ chịu á. It's hot. Cool có nghĩa là thời tiết dễ chịu đó. À, cloudy and cool. Thường khi mà cloudy thì có nghĩa là tụi con không nhìn thấy mặt trời rõ đâu. Mặt trời nó không có nắng nhiều, nó không nhiều mây, có nghĩa là không có mặt trời nhiều. Thành ra cái thời tiết lúc đấy nó cũng khá là dễ chịu, nó không có bị nắng gắt. Okay? Now, can someone read again these sentences for me? Bảo Hà, can you help me read 1, 2, 3? These are the sentences that you can use to talk about the weather. If I ask you, what's the weather like? So how can you say? Number one. It's cold and sunny. Again, it's cold and snowy. It's cold and it's snowy. Cold and snowy. Yeah, what about number two? Number two. It's cool. Warm. Trời ấm. Wow. Warm. Yeah, number three. It's cloudy and cold. Again, it's cloudy and cool. Cloudy and cool. It's cloudy and cold. Okay, good job. Now, one more friend. Khánh Vân, can you help me read these sentences? Number one, two, three. Yes? It's cold and snowy. Good job. Number two. Warm. Yes. Number three. It's cloudy and cool. Yeah, good job, Vân. Well done. It's cloudy and cool. Well done. Good job. Now the next one, guys. 4, 5, and 6. Unit 5. And cool. 4. It's hot and sunny. Hot and sunny. 5. It's windy. It's windy. 6. It's rainy. It's rainy. Ví dụ trời mà vừa mưa mà tụi con vừa thấy lạnh nữa. Tụi con có thể nói là gì? It's rainy and cold. It's cold and rainy. Okay? Good job. Well done. Now I want to invite one friend. Minh Châu, can you help me? Hugh Minh Châu, can you help me read again these sentences? 4, 5, and 6. It's windy. Ah, number it's five. Rainy. It's windy. It's rainy. What about number four? What about number four, Joe? It's hot and sunny. Yeah, good job. Well done. Now, one more friend. Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc, can you help me? 4, 5, 6. Can you read number 4, 5, and 6 for me? It's hot and sunny. Yeah, đúng rồi. Trời nóng và nắng gắt lắm. Đúng rồi. Number 5. It's windy. Good job. Trời nhiều gió quá. Number 6. It's rainy. Good job. Thank you so much. Thank you, Ngọc. Thank you so much. It's rainy. Well done. Good job, everyone.
Okay, so now I think we don't have a lot of time to practice this one. So we're gonna practice this one at home. Cái này thì mình sẽ tập ở nhà trước. Hôm sau thì cô sẽ mời các bạn đóng vai giống như là những lần vừa rồi vậy đó. À, cô sẽ mời các bạn đóng vai cái này. Hôm nay thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe trước. Sau đấy mình về các bạn có thể mở cái video bài giảng của mình ngày hôm nay lại. Các bạn nghe lại, các bạn tự tập ở nhà trước. Hôm sau là cô sẽ vào và cô mời three, how many characters? Three friends, right? One will be the narrator. The narrator. One will be, oh, I think there are four. Oh, no, three. Yeah, one will be her and one will be her. Okay, now listen to the conversation. Okay, guys, listen to the conversation. Unit 5, page 56. Activity 5. Listen and read. Story. All kinds of weather. 1. Isabel is happy. Today her class is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots, water, and snacks. 2. Isabel's mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Why? Is it rainy? 3. She doesn't want Isabel to get wet. No, not right now. But yesterday it was rainy. Oh. 4. She doesn't want Isabel to be cold. And last night it was cold and windy. Take your hat and gloves, too. Okay. 5. Isabel tries to reassure her mom. But Mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen, too. 6. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Now you're ready. Now you're ready. Okay, so that is the conversation. That is about the conversation. But we don't have time, so I cannot invite all your friends, okay? So please practice this one at home, okay? Today we only stop here. You guys did a really great job today. Hôm nay các bạn học rất là tốt nè. Cô mời các bạn nào cũng có biết được rất là nhiều từ về quần áo nè. Well done, everybody. Good job. So now, please remember, I have sent you guys the homework in the group, right? Cô có gửi cho các bạn cái homework là hai cái live worksheet. Cái worksheet đấy thì các bạn sẽ lên, các bạn bấm vào cái link đó cho cô thì các bạn cứ làm bài bình thường. Cái đấy là mình làm bài thẳng trên cái đấy luôn. Mình làm bài thẳng vào trong cái worksheet đó luôn. À, cái tờ đấy đó, cái tờ đấy thay vì bình thường cô sẽ chụp lại, cô gửi mọi người rồi mọi người sẽ làm bằng tay, mọi người in ra hoặc là mọi người viết đáp án vào trong vở, đúng không? Thì cái này tụi con làm thẳng ở trên đó luôn. Ở phía cuối nó sẽ có cái chữ finish, có nghĩa là hoàn tất á, finish. Tụi con bấm vào đấy. Sau khi làm xong thì nó sẽ có cái hai cái, một cái là email cho ai đó thì mình không cần quan tâm. Một bên trái á, nó có cái chữ là check my answer. Cô nhớ là vậy, check my answer là kiểm tra đáp án của mình á. Thì thực ra có thể là sẽ có một vài cái thì mình dùng cái từ khác, nhưng mà nó sẽ không cho kiểu như vậy. Thì các bạn cứ làm cho cô check đáp án, check xong rồi các bạn chụp lại cho cô cái bài mà tụi con đã làm, ok? Chụp lại cho cô cái phần bài mà các con đã làm và đăng lên cái group Facebook như là hồi xưa mình hay làm bài tập á, mình đăng vào cái group đấy đó, thì các bạn đăng cái đáp án của các bạn lên cho cô xem, ok? Và hết hôm nay là ngày mai á, cô sẽ gửi thêm một cái bài dạng speaking nữa. Thì cái bài đấy cô các bạn cứ làm trong tuần này, cô không có cho deadline, nhưng mà từ đây tới cuối tuần á, trong tuần này thôi, hai bài cô sẽ cho, là một bài cô cho rồi và ngày mai cô cho thêm một cái bài dạng speaking nữa, thì ngày mai cô nhắn vào group sau cái bài đấy sau. Đó, thì các bạn cứ làm cả hai bài, khi nào nộp cũng được, miễn là trong tuần này cho cô, in this week, okay? Within a week, okay? Mm-hmm. Try your best for the homework. Good job everybody. Good job everybody for today's class. Well done. Now it's kind of late, right? It's 9. We gotta say goodbye and then go to sleep early, okay? Well done, everybody. Please say goodbye to your friends, okay? Okay, please say goodbye to your friends, okay? Goodbye, teacher. Okay, bye, teacher. Don't forget to do your homework. Bye, teacher.